Xin chào các bạn, hôm nay thì mình mới về thêm được có 3 kiện hàng nữa các bạn. Trong này là có một nồi cơm và hai cái máy lọc nước nhé các bạn. Đấy thì tiện thì mình quay cho các bạn xem. Cái nồi cơm thì mình đã bóc ra rồi. Đây là tiện thì mình giới thiệu luôn nhé các bạn. Đây là một mẫu nồi của Panasonic cao tần áp suất điện tử bù ấm. Mẫu này cái này còn rất là đẹp luôn nhé các bạn. Dung tích 1 lít, phục vụ gia đình khoảng 4 5 người ăn nhé các bạn. Cái này sản xuất năm 2016 nhé các bạn. SPK 6 này. 2016 nhé các bạn. Đấy. Các bạn nhìn nồi rất là đẹp luôn nhé. Bên trong cũng vậy nhé các bạn. Đấy. Vâng, vâng. Các bạn nhìn ống nước này còn rất là sáng luôn. Sòn cũng vậy nhé các bạn. Rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi thì tiện thì có một cái nồi này thì mình báo giá cho các bạn luôn. Mỗi nồi này mình đang bán với giá là 4 triệu 3 nhé các bạn. Đấy. Thì đây là mẫu cao cấp nhất của Bana đấy các bạn. Rồi tiếp tục, hai cái này thì nó hình gọi là đều, giống cái khả năng bẻ vỡ rất là ít, mình không kiểm tra luôn. Bây giờ mình dọc kiểm tra cho các bạn xem luôn. Đây là máy lọc gọi là cũng thuộc phân khúc cao cấp nhất. Máy này là của Bộ Y tế Nhật luôn nhé các bạn. Có giấy phép của Bộ Y tế Nhật luôn. Cái này mới của nó rơi tầm khoảng 40-50 triệu đấy các bạn. Gần 300.000 yên. Đấy. Đây. Đấy, HU150 nhé các bạn. 150 là cái máy gọi là cao cấp nhất của Human, cũng như cao cấp nhất thị trường. Human nó là cái thương hiệu gọi là sản xuất máy lọc lâu đời nhất nhé các bạn. Các bạn nhìn thấy còn màu rất là trắng không? Thường thường máy lọc này các bạn để sát tường ấy thì nó sẽ vàng, nhưng mà khả năng tỷ lệ vàng rất là cao luôn, những cái máy màu trắng như này. Tại vì cơ bản cái giá này thì ở mình 40 mấy triệu thì với mình thì có vẻ nó rất là cao, nhưng mà với người Nhật thì nó không có là gì so với thu nhập của họ đâu các bạn. Đấy. Cái siêu này còn nguyên luôn nhé các bạn, siêu này chưa bóc luôn nhé. Đây các bạn nhìn siêu này, còn nguyên luôn này. Đấy, bạn nào lấy thì để bóc siêu ra thôi. Tất cả đây đều là hàng đấu giá, tức là hàng của người dân Nhật, người ta chuyển nhà hoặc lý do gì đó rồi người ta bán nhé các bạn. Đấy, đầy đủ phụ kiện luôn. Vòi. Cái này sản xuất năm 2020 luôn nhé các bạn. Đấy, sản xuất năm 2020 luôn này. Lõi này là 12 hay là 16.000 lít đấy các bạn. Đấy. Rồi. Bạn nào có nhu cầu thì ủng hộ mình cái máy lọc này nhé. Đấy, một cái. Đây là cái thứ hai. Cái này cũng HU150 luôn nhé các bạn. Hai cái như nhau hết. Cái lõi đấy thì các bạn dùng có thể 3 năm. Đấy. Đều là HU150 nhé các bạn. Đấy. Rồi thì bạn nào có nhu cầu mua nồi cơm hoặc máy lọc thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Như máy lọc này thì mình đang bán với giá là 10 triệu rưỡi nhé các bạn. Đấy, HU150 là 10 triệu rưỡi nhé các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.